Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin xây dựng chỉnh đốn mãi vẫn chưa xong. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng sắp xỉ tuổi ông Biden, gần 80 cả rồi. Dân Mỹ thì ngày nào cũng thấy ông Biden trên TV. Cái nghề tổng thống nó vất vả, cần cho dân thấy mình đang làm việc, mỗi ngày đều có việc mới. Để người dân không quên họ có một ông tổng thống, bởi vì ông sẽ ra tranh cử. Ông Trọng được an nhàn hơn từ khi chỉ còn giữ một chức tổng bí thư, cả năm ông ra mắt dân chúng 5-3 lần cũng đủ. Nhiều người Việt, kể cả người trong nước, có khi đã quên ông rồi, nhưng ông Trọng không cần dân bỏ phiếu, nhớ đến bộ mặt của mình có lợi ích gì cho cam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại thôn Lại Đà, xã Hội Phụ, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh, nay là xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng nắm cả hai chức vụ, là Chủ tịch nước và Tổng Bí thư, giống như ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc. Thế rồi, ông bệnh nặng, nhớ ơn trời Phật vẫn còn sống, nhưng ông không thể làm Chủ tịch nước thêm được nữa. Không phải lo họp hành, dự lễ lạt, không cần đến cắt băng khánh thành các trụ sở nào hết. Ông yên tâm nằm dưỡng bệnh, chờ đến giờ thì uống thuốc, trích thuốc, xoa bóp, uống sâm. Chỉ làm Tổng Bí thư thì lâu lâu mới phải đứng dậy ra khỏi giường. Nhưng hiện nay cả nước ai cũng có thể thấy các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính trên TV mỗi ngày. Nhiều người Việt Nam có thể đã quên rằng nước mình còn có một ông nữa giữ chức Tổng Bí thư lớn hơn hai ông Phúc và ông Chính. Vì vậy lâu lâu ông Nguyễn Phú Trọng mới phải xuất hiện. Đầu năm 2021, mọi người được thấy mặt ông nhân dịp đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Trọng được mời ra nói về xây dựng chỉnh đốn đảng. Đó là cái nghề nghiệp chuyên môn của ông, cái nghề tay phải, như người Việt Nam mình vẫn hay nói. Có người đi học tiến sĩ thì chọn nghề nghiên cứu về bệnh ung thư. Có người tìm hiểu về ngôn ngữ ở Peru, Colombia. Có người chọn ngành gây giống lúa, đại khái mỗi người chọn mỗi nghề. Luận án tiến sĩ của ông Nguyễn Phú Trọng làm tại Moscow năm 1983 lại chọn nghề xây dựng đảng, tức là tiến sĩ môn xây dựng đảng. Đây là hình ảnh những lần xuất hiện gần đây cho thấy ông Trọng đi lại khó khăn, luôn phải có người dìu. 7 năm sau, Liên Xô sụp đổ, các vị tiến sĩ cùng nghề ở Nga đã mất việc hết cả. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn cương quyết tiếp tục hành nghề, bổ sung những nhận thức mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Vào ngày 26 tháng 1 năm 2021, ông Trọng phải mặc quần áo chỉnh tề, thắt cà vạt đỏ, đứng nói mấy câu trong đại hội lần thứ 13 về xây dựng chỉnh đốn đảng. Nói xong rồi lại vào giường nằm, như người dân Việt Nam biết ông vẫn còn sống bình an. Bẵng đi gần nửa năm không ai thấy ông đâu nữa. Bỗng vào tháng 5 trên TV chiếu cảnh ông Kim Jong-un, lãnh tụ đáng kính của Bắc Triều Tiên, lên đài tung hô nhân dân tiếp tục tiến lên chủ nghĩa xã hội, không được ngồi xuống nghỉ, uống trà hay xỉ răng. Dường như ông Nguyễn Phú Trọng nhìn cậu bé tuổi nhỏ hơn con mình cũng lên mặt dạy đời, thấy ngơ ngẻ. Ông bèn kêu gọi thư ký đem laptop tới, bảo viết một bài báo mới, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Viết thì dễ lắm, đại khái cứ theo đúng sách vở học ở trường đảng tại Liên Xô thời năm 1980, nhắc lại các khẩu hiệu từ thời Stalin, Mao Trạch Đông, v.v. Chỉ cần thêm chút mắm muối cho có màu sắc hiện đại, chứng tỏ mình có một làm nhà lý luận biết tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc. Đây là hình ảnh vào hôm 24 tháng 11, ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu hội nghị văn hóa toàn quốc rằng văn hóa còn thì dân tộc còn. Phần mắm muối, ông sáng tạo thêm, ông đã viết rằng chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào sơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống. Mới mẻ thật, vì những ông Mao cũng như ông Xít, rồi những ông Nhung Hồ, ông Duẩn chưa bao giờ nói tới sơ cứng, trì trệ, lạc hậu. Tới thời có bọn chốt mới dám nhìn thấy những căn bệnh thâm niên đó. Một sinh lực mới khác đó là tạo hứng cho ông Trọng thêm là khẩu hiệu của dân, do dân và vì dân. Nghe nói một ông bên Tổng thống bên Mỹ đã bày ra câu nói này. Và ông Nguyễn Phú Trọng đã sáng tạo ra thành một câu nói của mình, rằng chúng ta cần có một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân,
chứ không phải chỉ một thiểu số giàu có. Thật là một sáng tạo. Không phải chỉ có một số thiểu số giàu có đọc tới câu đó, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đều giật mình, nghĩ ông Trọng đang nhắm nói về họ. Thật sự họ rất giàu có, mà họ cũng chỉ là một thiểu số ít trong số 99 triệu người dân Việt Nam. Vì thế, Ban Chấp hành Trung ương đã tổ chức một hội nghị lần thứ tư vào cuối tháng 10, vẫn để nói chuyện xây dựng chỉnh đốn đảng. Hội nghị đã thống nhất cao trong kết luận kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, v.v. Không biết ai, thống nhất cao thì nó khác với thống nhất thấp như thế nào, nhưng những câu như vậy luôn luôn được ông nhắc đi nhắc lại. Đây là hình ảnh vào hôm 30 tháng 9, 11 tướng lĩnh cảnh sát biển Việt Nam đã bị kỷ luật vì suy thoái đạo đức, nhận hối lộ, tiếp tay cho buôn lậu và vô vàn các tội khác. Các ủy viên Trung ương Đảng đã phản ứng với nhận định chỉ cho một thiểu số giàu có của ông Nguyễn Phú Trọng bằng cách nhấn mạnh cần ngăn chặn, đẩy lùi, suy thoái về đạo đức, lối sống. Không nói gì đến việc truy tố các hành vi phạm luật, vì đảng chỉ có xử lý nội bộ, không bao giờ cần với tòa án và luật pháp. Không quên vẫn phải tiến tới chủ nghĩa xã hội, các ủy viên cũng thề sẽ xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Cũng không biết xử lý nghiêm với xử lý bình thường thì có khác nhau ở chỗ nào hay không, vì chưa thấy xử lý ai triệt để cả. Nhưng biết chắc là họ không tự diễn biến, tức là không chấp nhận tự do dân chủ. Một sáng kiến của hội nghị lần thứ tư đã tạo ra thảo luận và thống nhất cao một quy định mới số 37 vào ngày 25 tháng 10 năm 2021 về những điều đảng viên không được làm. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thực hiện nhiệm vụ ban hành văn bản vào ngày 29 tháng 11 năm 2021 hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Ấy vậy mà ông Tô Lâm vẫn sang Anh và đương nhiên ăn miếng thịt bò dát vàng hàng nghìn đô la bất chấp những quy định của đảng. Và rồi về nước, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn phải lặng im. Dân nghe nói thì vui mừng quá, té ra cũng có những điều đảng viên không được làm. Dân chưa được thấy các quy định mới đó như thế nào. Và chuyện thâm cung bí sử chắc người ngoài sẽ không bao giờ đọc được. Chỉ biết rằng vào ngày 9 tháng 12, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại có cơ hội xuất hiện, chủ trì hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Đây là hình ảnh nguyên chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung mới bị tòa tuyên phạt 8 năm tù và 25 tỷ đồng vì tham nhũng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, bao gồm đủ mặt các cán bộ lớn nhỏ trong đảng cũng như các tổ chức chầu rìa. Kết quả hội nghị là gì? Không cần phải suy nghĩ mệt óc, người Việt Nam nào cũng có thể đoán ra. Thông cáo cho biết đảng sẽ tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nghĩa là vẫn như lời lẽ như cũ, chỉ thêm một lời hứa hẹn rằng trong sạch, vững mạnh. Thôi, nói mãi về việc xây dựng, chỉnh đốn đảng cũng đủ mệt rồi, khi một vị tổng bí thư đang lầm trọng bệnh mà vẫn chứng tỏ mình còn nói được, vẫn không ngừng làm nghề xây dựng và chỉnh đốn đảng. Thật đáng mừng cho gia đình, vợ con của ông. Và dân Việt Nam lại vẫn phải tiếp tục sống với thu nhập bình quân đầu người 3.600 đô la mỗi năm, gần bằng Phi Luật Tân, bằng 1/3 lợi tức của dân Malaysia, bằng một nửa của dân Thái Lan và chỉ giàu hơn dân ba nước Campuchia, Lào và Miến Điện. Nhưng tất cả các nước Đông Nam Á lợi nhuận trung bình đầu người 5.000 đô la mỗi năm, không nước nào được chứng kiến công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng. Một năm nói đến 3 lần như đám dân con lạc cháu hồng, bởi người đứng đầu chính là ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 12 năm 2021 với bản tin Xây dựng chỉnh đốn đảng mãi vẫn chưa xong. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.